đây là cái mà kinh cái mà nó có mình đợi là được 13 ngày tuổi thì giờ mình cho chim trà thang nó lúc mồi thì mình khỏi mình chăm sóc nó trồng rồi cho trà thang nó lúc mồi cho mình cho ăn này. Ngon hơn mấy năm rồi đó lúc mồi